Cái gì? Các đối tác hủy hợp đồng rồi hả? Bây giờ công ty mình á, đóng cửa nghỉ dịch mấy tháng nay, cũng đã cố gắng cầm cự dữ lắm rồi em à. Bây giờ thêm chuyện này nữa. Thôi bây giờ vậy nè, tiền á, không thể để chết một chỗ, cũng không thể đầu tư được. Vậy thôi, em thu hồi vốn về cho anh đi. Giảm các thiệt hại của các hợp đồng xuống hết mức có thể giùm anh. Đúng rồi. Rồi anh sẽ nói với bên kế toán á, đi lương ra cho tất cả nhân viên, kèm theo cho họ một số tiền hỗ trợ nữa. Anh, công ty mình đang làm ăn thất bát lắm. Nếu mình chi như vậy, chỉ sợ công ty phải giải thể. Anh biết. Nhưng mà thà mất công ty còn hơn là bỏ mọi người. Anh sẽ không để một ai tụt lại phía sau đâu. Cứ làm theo lời anh đi nha. Cảm ơn em. Alo, Nang hả? Nghe nè. Có đang bận gì không anh? Dạ không. Em điện thoại để em kể anh nghe chuyện này thôi à. Tại trong lòng khó chịu quá. Vậy hả? Tình hình là hôm qua em có đi hỗ trợ trên phường, thì em gặp một cái trường hợp con bé này. Ba mẹ con bé mất cùng một người có trong mùa dịch. Con bé bây giờ trơ trọi luôn. Mà nhỏ xíu xù xíu à. Em nói thiệt là không thể nào mà tự nấu ăn, nấu uống hay vệ sinh cá nhân được luôn á. Vậy hả? Rồi à, tình con bé bây giờ sao rồi? Thì em thấy thương quá, em mới nhận em là người giám hộ nè. Thì em lo được tới đâu hay tới đó. Để em gửi trường hợp của nó qua cho anh coi ha. Ok, em gửi clip qua đi, để anh coi. Em gửi qua rồi á. Đừng có bỏ con mà. Đừng có bỏ con mà ba. Con không muốn cô độc một mình trên cuộc đời này đâu. Đừng có bỏ con một mình trên cuộc đời này mà. Má đánh vậy nha. Không kìm được lòng luôn đó Quyên. Anh sẽ cố gắng tìm cách hỗ trợ. Thôi, ghé qua một bên đi. Em hỏi thăm tới anh nè. Công việc dạo này sao rồi? Dịch này chắc công ty cũng bị ảnh hưởng ít nhiều ha anh. Thôi, chuyện đó anh cũng đã giải quyết rồi. Mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Anh nghĩ ông trời cũng sẽ không tiệc đường sống của ai đâu. Thôi cố gắng lên nha. Như bé Hân đó, hiện tại cũng may là có em làm người giám hộ. Em thì em sẽ cố gắng hết sức. Em nói thiệt, mình đâu thể nào mà mình làm ngơ được đâu anh. Nhưng mà mùa dịch này em cũng gồng dữ lắm á. Tại vì chưa không có việc làm nè. Rồi công ty còn cắt giảm lương của em nữa. Nhưng mà kệ, mình cứ cố được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi anh. Thôi làm gì làm đi. Em qua em lo coi em bé nó ăn uống gì chưa nha. Bye bye anh. Có gì anh em mình nói chuyện sau ha. Thôi em đi đi. Giờ làm cách nào mới giúp được con bé ở đây, trong khi mình đúng rồi, alo, em liên lạc với bên này giùm anh cái nha. Rồi. Mình cũng đã đi với nhau một chặng đường khá dài rồi ha. Nhưng mà
Có những chặng đường nó còn dài hơn, quan trọng hơn với một người khác, nên tôi cần anh bạn giúp tôi lần này. Xin lỗi anh bạn. Có duyên ta sẽ gặp lại. Tôi sẽ cố gắng đem anh bạn về. Yên tâm nhé. Chuyển cho em nhiều tiền quá vậy, tới 100 triệu lận á. Anh làm gì mà trong 10.000 anh có nhiều tiền chuyển cho em vậy? Có gì đâu, anh thu xếp được mà. Em cứ lấy tiền đó lo cho con bé nha. Em cảm ơn anh nhiều nha. Em hứa em sẽ cố gắng giúp đỡ bé hết sức bằng số tiền của anh. Không có gì đâu. Xin lỗi anh bạn. Có duyên ta sẽ gặp lại. Tôi sẽ cố gắng đem anh bạn về. Yên tâm nhé. Bầu bì 9 tháng sắp sinh nở tới nơi rồi. Trời ơi, ông chồng thì đi công tác mắc kẹt lại do dịch bệnh. Ơi không mắc máy nữa chứ. Ôi Quyên ơi là Quyên, mắc máy giùm em cái Quyên ơi. Lo quá nè. Alo chị nghe. Alo.